Cô chào các em học sinh thân mến. Các em khỏe chứ? Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài mới nhé. Theo chương trình mới của Bộ Giáo dục, bài hôm nay sẽ được tích hợp từ bài số 4, bài 7 và 1 La mã phần 2 nhỏ bài 17 thành chủ đề Phong trào công nhân cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 20. Chủ đề hôm nay gồm có 3 phần: một la mã nguyên nhân, 2 la mã các cuộc đấu tranh tiêu biểu, 3 la mã sự ra đời của chủ nghĩa Mác và các tổ chức quốc tế. Chúng ta sẽ đi vào phần 1 la mã nguyên nhân. Tìm hiểu vì sao công nhân đấu tranh chống lại giai cấp tư sản. Phần này, các em có thể theo dõi sách giáo khoa trang 28. Các em có 30 giây để chuẩn bị. Do lòng tham lợi nhuận, sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản đã làm cho tình cảnh công nhân vô cùng khốn khổ. Mỗi ngày, công nhân phải làm việc từ 14 đến 16 giờ, thậm chí có nơi đến 18 giờ. Trong điều kiện lao động rất vất vả, mà nhận đồng tiền, tiền lương thì rất thấp. Đồng lương chết đói, tức là không đủ sống đó các em. Lương của phụ nữ và trẻ em còn rẻ mạt hơn, dù vẫn phải làm công việc như đàn ông. Và điều kiện ăn ở, sinh hoạt cũng rất tồi tệ. Cô giới thiệu với các em hình ảnh các em nhỏ làm việc trong hầm mỏ ở nước Anh. Những hình ảnh đau lòng về tình trạng sử dụng lao động trẻ em ở Mỹ. Với sự bóc lột tàn bạo của giai cấp tư sản, thì giai cấp công nhân đã có những hình thức đấu tranh như thế nào? Các em có thể theo dõi sách giáo khoa trang 28 và 29. Công nhân có hình thức đấu tranh là phong trào đập phá máy móc. Tiếp theo là bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm và thành lập các công đoàn. Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công nhân lại đập phá máy móc vậy các em? Các em suy nghĩ về gì về cái hình thức đấu tranh này? Là do công nhân cho rằng máy móc làm cho họ khổ cực. Là do lúc bấy giờ nhận thức của công nhân còn kém. Nhưng thật sự đối tượng làm cho họ khổ, đó chính là giai cấp tư sản. Còn hình thức bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm là hình thức đấu tranh như thế nào? Bãi công tức là cái hành động từ chối tiếp tục làm việc, hay mình gọi ngắn gọn là ngưng làm việc. Nhưng mà cái hành động này là có tổ chức của một tập thể công nhân lao động do có cái tranh chấp với chủ như là tiền lương hoặc là đòi hỏi những các quyền lợi khác về lao động, về chế độ, vân vân, thì gọi là bãi công. Tiếp theo là công nhân đã thành lập các công đoàn để bảo vệ cho quyền lợi của mình. Thì công đoàn là tổ chức như thế nào? Các em có thể theo dõi sách giáo khoa trang 29 nhé. Mời các em ghi bài. Một la mã nguyên nhân. Các em chú ý ở trang nào có cái viết là trang đó sẽ ghi bài nhé. Các em có thể dừng video lại để ghi bài cho dễ dàng hơn. Chúng ta sang phần 2 la mã, các cuộc đấu tranh tiêu biểu. Phần này các em sẽ kết hợp sách giáo khoa
trang 29, 33, 45, 49, 50 và trang 88, 89. Lập bảng niên biểu, thống kê các sự kiện tiêu biểu. Đây là bảng niên biểu thống kê các sự kiện chính của phong trào đấu tranh của công nhân ở Pháp, Đức, Anh và Nga. Cô mời các em ghi bài. Chúng ta qua phần 3 La Mã, sự ra đời của chủ nghĩa Mác và các tổ chức quốc tế. Phần 3 La Mã gồm có hai phần nhỏ. Thứ nhất là sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Thứ hai là các tổ chức quốc tế. Các tổ chức quốc tế gồm có 3 tổ chức. Quốc tế thứ nhất, quốc tế thứ hai và quốc tế thứ ba. Chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ trước, sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Các Mác và Friedrich Engels. Cô xin giới thiệu với các con chân dung của các Mác và Friedrich Engels. Các Mác sinh năm 1818, mất năm 1883. Ông sinh ra trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ở thành phố Thuringia, Đức. Từ nhỏ, Mác nổi tiếng thông minh. Năm 23 tuổi, đỗ tiến sĩ triết học. Mác vừa nghiên cứu khoa học, vừa cộng tác với các báo có khuynh hướng cách mạng. Bị trục xuất khỏi Đức năm 1843, Mác sang Paris tiếp tục nghiên cứu và tham gia phong trào cách mạng ở Pháp. Friedrich Engels sinh năm 1820, mất năm 1895. Friedrich Engels sinh ra trong một gia đình chủ xưởng giàu có ở thành phố Bad Mainz, thuộc vùng công nghiệp phát triển nhất của nước Đức thời bấy giờ. Hiểu rõ thủ đoạn làm giàu của giai cấp tư sản, ông tỏ ra khinh ghét chúng. Năm 1842, ông sang Anh và đi sâu tìm hiểu nỗi thống khổ của những người công nhân. Ông đã công bố nhiều bài viết, trong đó có cuốn Tình cảnh giai cấp công nhân Anh. Đến năm 1844, Engels sang Paris và gặp Mác. Từ đây, mở đầu tình bạn cao đẹp và sự cộng tác trung thành của hai ông. Các Mác và Friedrich Engels đều có tư tưởng chống chế độ tư bản, xây dựng một xã hội mới, tiến bộ hơn. Vào tháng 6 năm 1847, tại London, Engels đã thành lập đồng minh những người cộng sản. Đây chính là chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản quốc tế đó các em. Đến tháng 2 năm 1848, Mác và Engels đã soạn thảo tuyên ngôn của đảng Cộng sản. Như vậy là từ đây giai cấp vô sản thế giới đã có một lý luận cách mạng soi đường trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản. Đó chính là chủ nghĩa Mác. Cô xin giới thiệu với các em hình ảnh tuyên ngôn của đảng Cộng sản. Tuyên ngôn của đảng Cộng sản là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác và Engels sáng lập. Chúng ta đi vào phần ghi bài nhé. Ba La Mã, sự ra đời của chủ nghĩa Mác và các tổ chức quốc tế. Một nhỏ, sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Cô mời các em ghi bài. Các em chú ý là mình có thể dừng video để viết bài cho dễ dàng hơn. Mời các em sang phần 2 nhỏ. Đó chính là các tổ chức quốc tế. Tổ chức thứ nhất là quốc tế thứ nhất. Các em có thể theo dõi sách giáo khoa trang 33. Các em trả lời câu hỏi nhé. Quốc tế thứ nhất được thành lập như thế nào? Các em có 30 giây để chuẩn bị.
Vào ngày 28 tháng 9 năm 1864, tại London, Hội Liên hiệp Lao động Quốc tế được thành lập, còn có tên gọi là Quốc tế thứ nhất, có sự tham gia tích cực của má. Giới thiệu với các em quang cảnh buổi lễ thành lập Quốc tế thứ nhất. Các em hãy cho biết hoạt động chủ yếu và vai trò của Quốc tế thứ nhất. Quốc tế thứ nhất có vai trò là truyền bá học thuyết Mác vào phong trào công nhân, thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế ngày càng phát triển hơn. Như vậy, Mác có vai trò quan trọng như thế nào trong Quốc tế thứ nhất? Mác đã lãnh đạo quốc tế và trở thành linh hồn của Quốc tế thứ nhất. Vào năm 1876, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quốc tế thứ nhất tuyên bố giải tán. Các em mời các em ghi bài. Cô mời các em ghi bài. Rồi chúng ta đi sang tổ chức quốc tế thứ hai. Đấy chính là quốc tế thứ hai. Vào ngày 14 tháng 3 năm 1888, Mác qua đời. Engels tiếp tục sự nghiệp lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế và thành lập ra quốc tế thứ hai. Quốc tế thứ hai được thành lập vào ngày tháng năm nào, ở đâu? Vào ngày 14 tháng 7 năm 1889, Đại hội thành lập quốc tế thứ hai được tổ chức ở Paris. Đại hội đã thông qua những nghị quyết quan trọng nào? Các em có 30 giây để chuẩn bị nhé. Những nghị quyết quan trọng mà đại hội đã thông qua. Trước hết là sự cần thiết phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở mỗi nước. Thứ hai là đấu tranh giành chính quyền, đòi ngày làm 8 giờ. Và thứ ba là lấy ngày 1 tháng 5 hàng năm làm ngày quốc tế lao động để đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp vô sản toàn thế giới. À, ngày 1 tháng 5 là các em thấy hàng năm chúng ta vẫn được nghỉ lễ, gọi là lễ quốc tế lao động. Ngày 1 tháng 5, tức là lấy từ ngày này trong nghị quyết của đại hội thành lập quốc tế thứ hai, các em nhớ nhé. Phần hoạt động của quốc tế thứ hai, các em có thể xem sách giáo khoa trang 47. Các em có thể nói về vai trò và ý nghĩa của quốc tế thứ hai. À, quốc tế thứ hai góp phần quan trọng trong việc phát triển phong trào công nhân thế giới cuối thế kỷ 19. Đến năm 1895, Engels từ trần. Engels qua đời làm một tổn thất lớn đối với phong trào công nhân. Quốc tế thứ hai đi dần đến chỗ phân hóa và đến năm 1914 thì tan rã. Cô mời các em viết bài. Sau khi Engels qua đời, ngọn cờ đấu tranh cho sự nghiệp của giai cấp công nhân, cho sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác, từ đây đã thuộc về Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga, do Lenin lãnh đạo. Lenin là người có công sáng lập và lãnh đạo quốc tế thứ ba. Xin giới thiệu với các em chân dung của Lenin. Lenin sinh năm 1870, mất năm 1821. Ông tên thật là Vladimir Ilyich Ulyanov, còn Lenin chỉ là bí danh trong hoạt động cách mạng của ông.
Ông sinh ngày 22 tháng 4 năm 1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ ở thành phố Ujanos nằm trên bờ sông Volga của nước Nga. Lenin đã giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn ở trường trung học. Đến năm 1893, Lenin đến Saint Petersburg thống nhất các nhóm Marxist, thành lập tổ chức Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. Lenin đi theo chủ nghĩa xã hội khoa học của Marx và Engels. Sự kết hợp này được gọi là chủ nghĩa Marx-Lenin. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu quốc tế thứ ba. Ở phần này, các em có thể theo dõi sách giáo khoa trang 89. Các em có 30 giây mở sách giáo khoa trang 89 và trả lời câu hỏi: quốc tế thứ ba được thành lập như thế nào? Vào ngày 2 tháng 3 năm 1919, Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản, có tên gọi là Quốc tế thứ ba, được tổ chức tại Moscow với sự lãnh đạo của Lenin và Đảng Bolshevik. Hoạt động của Quốc tế thứ ba, các em có thể theo dõi sách giáo khoa trang 47 đoạn chữ nhỏ nhé. Các em hãy cho biết vai trò và ý nghĩa của quốc tế thứ ba. Có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới. Đến năm 1943, do sự thay đổi của tình hình thế giới, nên quốc tế thứ ba tuyên bố giải tán. Cô mời các em ghi bài. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong các tổ chức quốc tế. Các em cần nắm những ý chính về các tổ chức quốc tế này. Quốc tế thứ nhất được thành lập ngày tháng năm nào, ở đâu, do ai chủ trì? Quốc tế thứ hai cũng vậy, và quốc tế thứ ba cũng vậy. Quốc tế thứ nhất là do Marx chủ trì, quốc tế thứ hai là do Engels sáng lập và quốc tế thứ ba là do Lenin sáng lập. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em về nhà chuẩn bị bài nhé. Phần học bài, các em có thể học phần 1 La Mã và phần 3 La Mã. Chuẩn bị bài số 5, đọc sách và trả lời câu hỏi phần 1 La Mã. Cô chúc các em cuối tuần vui vẻ nhé. Nhớ học bài và viết bài đầy đủ nhé. Cô chào các em.